Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh YouTube của Trần Michael và đây là chương trình. Trần Michael xin được gửi tới cho quý vị những tin tức liên quan tới Hoa Kỳ và trên thế giới. Và bây giờ xin mời quý vị tới với bản tin cụ thể của chúng ta. Thưa quý vị, mới đây thì chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau một cái bản tin. Đó chính là cậu Baron Trump, là út nam của Tổng thống Trump đó, đã tròn 18 tuổi. Và ngay lập tức là cái đám truyền thông cánh tả, cụ thể ở đây là cái tay cựu giám đốc của NBC, Mike Sinton, đã nhắm mục tiêu vào cậu ngay. Và ý nói rằng là bây giờ cậu là fair game rồi. Cậu là chỉ trích cậu, tấn công cậu trên mặt báo là được rồi đó. Nó đã tạo ra một cái làn sóng phẫn nộ. Tuy nhiên thì tôi nói thật sự là cậu Baron Trump cũng rất là may mắn khi mà Tổng thống Trump và bà Melania bảo vệ cậu hết mức. Cho nên là cậu vẫn, tuy là đã bị nhắc tới rồi, đôi lúc đâm chọt, nhưng mà cậu không có như là bị xao động bởi những cái chuyện như vậy. Mặc dù là trong tương lai khi cậu lớn hơn nữa, những gì cậu làm thì sẽ càng bị truyền thông nó soi mói. Tuy nhiên thì trước mắt chúng ta thấy là cậu Baron càng lớn càng đẹp trai, càng ra dáng một bản sao của Tổng thống Trump rồi quý vị. Ngay cả những người thù ghét Tổng thống Trump cũng phải thừa nhận rằng cậu Baron là một cậu thanh niên tốt. Và mới đây thì cậu vừa mới có một cái màn xuất hiện với cha mẹ của mình trong cái buổi tiệc phục sinh được tổ chức tại tư gia của Tổng thống Trump ở Mar-a-Lago. Xin được gửi tới cho quý vị bản tin của New York Post với nội dung như sau. Đó là cậu Baron Trump với dáng cao, với chiều cao là 6'7", đã xuất hiện cùng mẹ trong một cái video đang gây sốt trên mạng xã hội vì sự cao ráo và đẹp trai của mình. Bản tin cụ thể nói rằng Baron đã cao hơn tất cả mọi người trong nhà, nhưng khi đi cùng với mẹ là bà Melania thì cậu giống như là một anh hộ pháp vậy. Nên là tiếng Việt của mình nói vậy, nhưng mà tiếng Mỹ tôi dùng chữ là tower. Khi mà anh và mẹ xuất hiện, cậu và mẹ xuất hiện hiếm hoi cùng với Tổng thống Trump trong bữa sáng của buổi lễ phục sinh tại Mar-a-Lago vào dịp cuối tuần. Baron 18 tuổi và bà Melania 53 tuổi đã không thường xuyên góp mặt trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, nhưng lại xuất hiện tại Mar-a-Lago cho cái ngày lễ này. Những bức ảnh cho thấy là Baron cao vượt trội hơn mẹ, được ghi nhận là cao 6'7", còn bà Melania thì 5'11". Bà Melania cũng gây choáng váng trong bộ váy dài màu trắng của Alaya và đôi giày cao gót màu hồng nhạt. Baron thì đeo một chiếc cravat màu vàng đậm, đậm chất lễ hội, phù hợp với phiên bản lễ phục sinh, và cũng như là bộ suit này của cậu đó thì nó gần khớp với lại cái bộ suit huyền thoại biểu tượng của Tổng thống Trump. Đó là bộ suit mà Tổng Trump hay mặc, mà khi ông đi sự kiện là ông đi rally này kia đó, thì giờ chỉ khác có là cái cravat thôi, đúng không? Mà lâu lâu Tổng Trump cũng có đeo cravat màu vàng. Tổng Trump thì được một số báo cáo nói rằng ông cao 6'3". Vậy giờ bên cạnh đó là giờ trong cô xin phép được gửi quý vị cái video đi. Đó, video đây, video là cậu Baron đi với bà Melania này đó. Đó. Còn bên phía bên kia là ông ngoại của cậu là cha của bà Melania đó quý vị. Đó. Hay tương điều cậu không? Xa xa quý vị có thể thấy đó là vợ chồng của ông thống đốc North Dakota Doug Burgum. Đó, đó, Baron đó. Ra dáng thanh niên quá trời quý vị. Rồi, tiếp tục ha. Còn đây là một cái video khác là quay được cái khúc mà gia đình ngồi trên bàn ăn. Đó, thì quý vị thấy ở đây là
Baron ngồi kế ông ngoại ha, và cậu để cái tay này nè, đó, để hai cái tay lại trên bàn đó. Nên là tắt tiếng đi, cũng không có gì đặc. Đó, nó ngồi kế ông ngoại với mẹ. Tổng thống Trump thì đang nói chuyện với lại vợ chồng ông Bergam, vậy thấy không? Đó. Chị dâu của Baron, cô Lara Trump, đã và đồng thời là đồng chủ tịch của Đảng Cộng hòa Toàn quốc, đã viết một bài đăng trên mạng xã hội X gồm gia đình cùng với lại các con cháu cùng quay vần với nhau. Rồi đoạn phim đang gây sốt được quay tại Mar-a-Lago. Rồi ngoài ra có một số những đoạn video khác, như có Tổng thống Trump, có cậu Baron, có bà Melania, có các thành viên trong nhà đã đãi mọi người họ tự đăng ở trên mạng xã hội riêng. Cũng có được sự góp mặt của ông thống đốc tiểu bang North Dakota Doug Burgum mà nãy đồng Michael có đọc với cho quý vị. Và một cái chương mục tên là một chương mục ở trên mạng xã hội X tên là Florist Report, tức là những báo cáo về đệ nhất phu nhân, cái này thì dành riêng cho bà Melania, thì họ viết, họ cũng đăng tải những video về lễ phục sinh tại Mar-a-Lago. Sự xuất hiện của gia đình Tổng Trump diễn ra ngay sau khi Tổng Trump đăng tải thông điệp chúc mừng lễ phục sinh tới những người trong Bộ Tư pháp đang truy tố và cũng như chủ trì giám 4 vụ án hình sự đang nhắm vào ông. Ông nói rằng chúc mừng phục sinh tới mọi người, kể cả các công tố viên và những thẩm phán gian manh, tham nhũng, làm mọi điều để có thể can thiệp vô cuộc bầu cử Tổng thống 2024. Tống tôi vô tù, gồm những người kia nữa mà tôi đã hoàn toàn đã đánh bại, bởi vì đó họ muốn diệt nước Mỹ này. Bây giờ nước Mỹ chúng ta đang lụng bại. Những người đó kiểu như là Jack Smith loạn trí đi, hay là cái bà Fanny Forney Wallace Wade rất là ác độc, bệnh hoạn, và cũng như là cái tay công tố viên ủng hộ tội phạm bạo lực lười biếng Alvin Bragg. Nhưng dù sao thì cũng xin chúc mừng lễ phục sinh tới mọi người. Đó là cái thông điệp của Tổng thống Trump. À, với những hình ảnh về cậu Baron, vậy không? À, càng cứ nhìn thấy cuộc đời vậy, cái người mà tự nhiên bị người ta nhắc tới vô cớ, bị kiếm chuyện vô cớ, mà nếu như mà cái tâm họ sáng á, thì tự nhiên họ ngày càng họ rạng ngời ra. Và đây là một cái hình nữa nè quý vị, một cái hình này một lần hình dữ dội hơn nữa nè, cho thấy cậu Baron giống Tổng thống Trump vô cùng. Quý vị nhìn đi. Này đổi cravat rồi. Này như là trong như là cũng đổi không, một sự kiện khác, như là trong hình như là sinh nhật của luật sư Alina Habba hay sao á, mà cũng tổ chức tại Mar-a-Lago luôn á. Đó, Baron đứng kế Tổng Trump, quý vị coi giống y không quý vị? Giống y không? Đó. Con ta vậy đó. Nhìn lại con ông Biden đi. Khổ ghê. So cái gì cũng so. Và đó chính là những gì mà thằng Michael được gửi tới cho quý vị trong bản tin này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt.